là Jenny Slimy Day và hôm nay mình đã quay lại với một video mới. Chủ đề là slime có thực sự độc hại không? Hay là slime có an toàn để chơi với hay không? Và để biết nhiều hơn về những cái độc hại về slime và để biết là slime là độc hại và slime nào rất là an toàn để chơi với, nếu các bạn tiếp tục xem video này nhé. Các bạn biết rồi thì slime của mình là mình tất cả đều làm từ nguyên liệu rất là an toàn và không có bị hại cho da. Mình thì đã chơi với slime cho hơn 1 năm rồi và gần như mỗi ngày mình đều đụng slime hết, nhưng tay mình vẫn rất là ổn và cũng không bị sao hết. Nhưng tất nhiên thì các bạn lúc nào cũng phải cẩn thận về loại slime nào an toàn và không an toàn. Ngăn chặn da hoặc là chóc da thì các bạn hãy nhớ phải mua slime mà an toàn. Các bạn nhớ trước khi mua slime thì bạn lúc nào cũng phải coi những cái nguyên liệu ở trong đấy và cũng phải biết là nguồn gốc của nguyên liệu đó ra đâu. Ví dụ như là những cái slime ngay trước cổng trường của các bạn, mình cũng nghĩ là những cái slime đó không có tốt cho da chút nào nữa, không có nguồn gốc rõ ràng và người bán cũng không có những cái giấy tờ để cho biết là những cái sản phẩm người đã bán là an toàn hay không. Nhưng shop mình thì đã cho slime mình qua một cái một cái kiểu như là quá trình mà để kiểm tra những cái an toàn và những cái nguồn gốc của nguyên liệu của ở trong cái slime mình. Đã có giấy chứng nhận này là quá thông báo kết quả giám định và giấy này sẽ biết là slime mình chất lượng hay không. Giấy mà chứng nhận là slime của mình rất là an toàn và không có bị hại da chút nào luôn. Nên các phụ huynh mà xem video này thì đã biết là slime của mình rất là an toàn và không có những nguyên liệu nào độc hại cho da hết nhé. Và slime ở trong tờ giấy này thì nói là slime của mình an toàn tuổi. Trong đây thì mình đã có 3 mẫu slime mà mình đã đi giám định và cả 3 mẫu đều được ổn hết và mình thấy rất là hay luôn. Các bạn hãy chia sẻ video này để các phụ huynh các bạn để biết là slime rất là an toàn và không có bị hại da hoặc là hại cái gì hết. Các bạn phải biết các nguồn gốc của nó để biết nó an toàn hay không. Slime là một cái đồ chơi mà đã năng sự sáng tạo của mình và rất là nhiều bạn nhỏ và rất nhiều bạn mà đã chơi với slime thì cảm thấy rất là vui và rất là sáng tạo. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn vài cách để làm slime rất là an toàn và rất là chất lượng luôn. Trước nhất thì các bạn hãy nhớ là phải mua keo hoặc là các nguyên liệu rất là chất lượng. Và tiếp theo là cái borax hoặc là activator. Mình thì xài borax rất là an toàn cho da và không có bị hại cho da lúc nào luôn. Nên bạn nào làm slime thì nhớ lưu ý những cái đó. Và mình mong các bạn chơi slime với một cách rất là an toàn. Và mình mong là những người khác sẽ không có hiểu lầm là slime là một cái thứ không có tốt cho da. Nhưng mình thấy là nếu các bạn chơi mà cẩn thận và chơi với những nguyên liệu rất là an toàn thì nó sẽ rất là tốt và nó cũng không có hại da hay là gì hết. Nên các bạn nhớ nhé. Ok, bây giờ mình chào các bạn. Bye!